Đây có vàng. Nào ít vàng. Vàng thì nói thật là trong cái game này vàng nó không quá quan trọng. Vàng nó để chế được, nó có thể chế được một số thứ như là táo vàng hay là ấy, nhưng mà cũng không quan trọng lắm. Táo vàng là để nó tăng thêm một số đốt máu với mình, nó giúp mình đỡ bị chết. Và nó có thể dùng để chế để chế một số những cái đồ như thuốc hồi máu, không biết, nhưng mà nó không cần nhiều đâu, nó cần tí là đủ, nó cần khoảng tầm chục cục. Kim cương ngon, ngon rồi. Thôi, mình đã bảo mà ở gần đây là lúc nào cũng có kim cương, gần cái chỗ dung nham này kiểu gì cũng có kim cương, mà có khá nhiều kim cương ấy. Ngon rồi. Gì cái màu xanh của kim cương này chưa bao giờ thấy chán. 4 viên khá ổn, khá mạnh, khá mạnh. Thực ra 4 viên này mình hình như mình đã đủ làm bộ giáp rồi đấy, nhưng mà mình muốn kiếm thêm ít để cho may cái giáp nó có hỏng mình có sửa được. Đào xung quanh đây một tí xem nào. Mình muốn đào tiếp ở cái chỗ này. Mình đang không cầm nước theo nên là không đào được. Bốn cái kim cương khá ngon rồi đấy. Đối với mình. Phải sang bên này không? Phải chơi đi bên này. Bên này chả có đéo. Về mình đi lên đã. Và mình sẽ đi lên để mình lấy ít nước xuống này, mình trên kia nó có nguồn nước mà ngay đây ngay bên góc trên này nó có nguồn nước. Đây đây là lý do mà mình vì sao mình không không bịt, nếu mình bịt thẳng vào đây ấy, thì nó sẽ mất luôn cái nguồn nước, nhưng mình không bịt bởi vì mình muốn lấy, mình muốn sử dụng cái nguồn nước này. Đấy, bây giờ mình lấy. Thế là có nước. Nhiều người sẽ bịt luôn cái nguồn nước các lại và mất. Mất luôn cái nguồn nước. Nhưng mà mình không, mình cứ để. Chẳng may có cần dùng thì mình cần dùng. Hy vọng sẽ còn dung nham nữa, à còn kim cương nữa. Mình muốn nhiều nhiều một tí để đề phòng, chẳng may cái sau giáp tiếp mà có hỏng thì có cái mà thay. Đổ dung đủ cái là nó tối hẳn đi. Đào bây giờ mình muốn đào để mở rộng cái này xem khu này ra xem nó có gì không, có vẹo gì không. Men theo cái dòng sông dung nham này mà đi. Có vẻ cái dòng sông này nó không không to lắm, còn không khá bé. Không được bao nhiêu à? Em vẫn có 4 viên kim cương, nó khá là ngon đấy đấy. Mình thấy mình khá là ngon khi mình kiếm được 4 viên này. Ô, đây. Sao đây có một cái chỗ trũng à? Và mình đổ nước vào cái chỗ trũng này thì nó sẽ cái này nó gọi là cái kiểu như là nó không phải dung nham gốc ấy, thì nó sẽ thành đá, như là dung nham chảy ấy. Còn cái dung nham mà nó kiểu nó đứng yên như này đấy, dung nham như này sẽ thành các địa thạch. Thì giờ mình đào sang một cái chỗ khác rồi này, đào thông qua một cái hang khác rồi này. Mình đang đào, đào thông qua một cái hang khác rồi này. Đó.
Đây đi, ông tu đúc bên trái. Đây một cái hang khác. Hy vọng nó sẽ có dung nham. Bởi vì cái sông dung nham này mình biết là nó rất là dài mà. Nên là hy vọng nó sẽ thiếu kim cương, hy vọng nó dung nham là gì. Ô đi, cái bạn rơi, bạn vượt rồi. Hay bàn chế độ đâu? Mình mang khá đầy đủ đồ, mình phải chế lại ngay. Kìa, sau tiên nó thấy tối tối. Chơi cái game này là tuyệt đối không phép đào thẳng dưới chân nhé, như là bạn đứng này cũng không phép đào xuống, đứng cách cách một ô trong cái đào. Nên là cái cơ bản mà phải biết trong cái Minecraft. Bên này là cũng có cái dòng xu nha, phải muốn đào tiếp không nhỉ, nên đào tiếp không? Mình thì muốn tiếp, muốn kiếm thêm kim cương quá mà có vẻ là không có, buồn. Cái kinh nghiệm này nếu mà rơi dung nham nó cũng sẽ mất nhá, nên là nhặt nó trước khi nó rơi dung nham, nên nhặt nó. Ok, chưa lấy lại à? Gì vậy? Ủa, tự nhiên thấy có cái gì nó xuất hiện cạnh mình sao? Cầm mình. Có cái hình à? Có vẻ hết rồi. Hết thật rồi. Không còn gì à? Cố đào thêm chắc cũng không được gì đâu. Hết rồi. Có một cái mẹo nữa, nếu mà ai muốn chơi game này kiểu an toàn ấy, không muốn phải đi mạo hiểm xuống hang, tìm hang ở xuống hang như mình ấy, thì có thể chơi cái kiểu này. Các bạn đào xuống cái độ sâu mà nó có dung nham, đào xuống cái độ sâu mà có dung nham, không cứ đào, cứ đào thẳng, cứ đào của này nó sẽ tìm ra một cái hang nào đấy, hoặc là nó sẽ tìm thấy kim cương luôn, có thể tìm thấy cả kim cương luôn thôi. Nhưng mà cái tỷ lệ này nó rất là ấy, dành cho ai mà kiểu thích ngồi farm thôi, chứ mình chơi mình thích kiểu phiêu lưu cơ, nên là mình không thích kiểu đấy. Và cái độ sâu này cũng không nên đào thẳng cái đầu có bạn dung nham có từ trên nó chạy vào đầu mình như này, nếu mà đào thẳng trên đầu rồi. Nhưng mà ít lắm, ít cái trường hợp đấy rất là hiếm, chỉ là không đào xuống chân thôi, chứ đào trên đầu thì nếu mà ấy cũng đào cũng không sao, không có giải với chị quá to tát. Vậy hết rồi, mới kiếm được 4 viên là cũng khá khá rồi, chỉ bị mỗi cái là kinh nghiệm mất đau lòng vãi, lại ngồi cày lại buồn. Thôi cái đuốc mình vẫn à, cái cuốc mình vẫn còn, mình đào nốt này. Đào nốt chỗ than này. Đây thì kinh nghiệm mất là hơi đau lòng, buồn. Hai mấy cấp của mình còn 7 cấp ở đéo nhiều, mẹ khốn nạn thế, đường ra đâu nhỉ? Đây có vàng này. Đi cày kinh nghiệm thôi, tập xong mình đi cày kinh nghiệm. Cày kinh nghiệm thì mình không quay đâu, mình
ọp mình quay, chứ cái cây cái kia thì mình chỉ đi mình cây mình đi đào cái đấy nó chả có cái gì mà để mà quay cả. Thì mình ọp camera mình sẽ đi cày kinh nghiệm. Còn đây hết rồi, chả còn vẹo gì cả. Đi lên thôi. Thế thì buồn, chả có 4 viên kim cương mà mất 20 mấy cấp. Hơi chát. Hơi chát quá. Còn có 13 cấp. Đào cho em 14 đi. 13 đen á. Ok, 14 cấp. Đẹp đó. Đi về thôi, về thôi, về thôi, vứt mẹ cung đi. Cung nhặt của con skeleton thôi. Cung cùi bắp mà. Mình còn phía bên kia mình chưa đi nữa cơ. Mình có nên đi luôn không? Không có vẹo gì. Tiện tay là đào tí sắt thôi. Sắt thì bây giờ mình cứ tiện tay mình đào không tiện thì thôi. Chẳng quan trọng lắm. Ui đi các bạn xuống tua tầng đây này. Xếp tên cái. Mẹ tua tầng đây vớ vẩn vào dung nham. Quả đấy mình rơi vào dung nham là mình chết luôn. Đúng là con trong cái game này có những cái pha chết rất là mẹ trời ơi thôi. Mình phải đi ngó nghiêng sang bên này một tí mà, cho nó có cái vẹo gì. Bốn cái bảy cái đuốc ạ. Mình có nghe tiếng quái vật nhưng mà nó không phải đây. Đây đường cụt rồi, chả có đéo ở bên này. Bên này không có gì rồi, chả có vẹo gì hết. Trong này thì có cái vẹo này, trong này có một ít vẹo. Mày nhỏ thế nào, mày nhỏ thế nào, mày nhỏ thế nào. Ui trong này ổ zombie ở số đông ngay. Ui đi không mẹ. Từ từ mày. Cái con đánh rất là khó trúng luôn. Từ từ tao ăn nó, tao ăn nó, tao ăn nó. Từ từ bọn chó. Ui cái gì đi con mẹ. Ui rồi. Con sống vụ con creeper đi mẹ. Con chuyên gia kiểu đấy. Khốn nạn nếu chịu được. Còn nó chuyên gia ấy, kiểu ấy luôn đấy, cái lúc mà mình không đề phòng nhất thì nó xuất hiện, đó chết, tí mình chết, không đùa đâu, phá nó vậy là tí chết thật đấy. Nhưng mà sao trong này là nhiều zombie ấy nhỉ? Và ngó xem nó có đéo mà nhiều zombie ấy. Vẫn đánh được mình cái. Ồ, trong này lại có một cái gì đấy này. Trong này khu khá là rộng.